có thì coi. Sao mà chán thế? Thôi anh tắt đi. Vậy anh có cái chuyện này muốn nói với anh. Năm nay con gái mình cũng 22 tuổi rồi mà chưa có quen ai hết. Vậy chắc mình phải bắt đầu lo về chuyện kết hôn cho nó chứ. Không có là mai mốt nó ế chồng thì sao? Anh đồng ý. Nhưng nên chọn sao? Nên chọn ai? À, biết rồi. Mình sẽ tổ chức một cuộc thi. Ai thắng sẽ được cưới con mình. Wow, hay đó, em đồng ý đó. Chắc mình làm lại đi ha. Ok. Mỹ Nương, con gái xanh xanh của ba đâu rồi? Con gái nghe nè, hôm nay con cũng đã lớn rồi. Như vậy, bố mẹ sẽ quyết định tìm một chồng cưới cho con. Cái gì? Con không chịu, con muốn cưới người con khác. Con không chịu. Không biết làm sao đây. Mỹ Nương nó không muốn cưới. Nhưng mà tôi nhớ hồi xưa đó, lúc mà mới cưới ổng á, trời ơi, lúc mà ổng ngủ ổng ngáy như là cái gì, chân ổng thì thúi mấy ngày với 8 lần á. Hay, nhưng mà chắc cũng không sao đâu. Tôi không hiểu. Tôi muốn chọn người cưới. Bà ngu quá. Mày nói cái gì? Không có gì. Không sao đâu. Người đâu? Hoàng thượng dạng tế, dạng dạng tế. Mẫu báo rằng vua Hồng Vương thứ 18 sẽ có một cuộc thi. Ai thắng sẽ được cưới công chúa. Dạ. Thôi rồi, tiêu tôi rồi. Như vậy tôi không được gặp được Mỹ Nương nữa. Hết cơ hội rồi. Cái gì mới vậy? Cũng được, cũng được. Check this out, baby girl. Why don't you check out a nigga? Man, I go to work. True winner. Ủa? Cái này là cái gì vậy? Oh, wow. Con gái nào gì đẹp quá vậy? Để thắng yêu một người cần làm hai việc. Thi mạnh. Thi thông minh, gặp nhau ở chiều. Hai ngày sau. Cũng được, cũng được. Thi đi, thi. Thôi làm. Ủa, đi đâu vậy? Không đi đâu, đi tập tạ thôi. Mày đi đâu? Đi uống nước với thầy. Let's get down to business to defeat the Huns. Did they send me daughters when I asked for sons? You're the saddest bunch I ever met, but you can bet before we're through, Mr. I'll make a man out of you. We must be swift at the coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of we'll be right back.
death, a coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. Hôm nay là cuộc thi phần 1 Sinh tinh và thủy tinh để thi ai khỏe nhất. Không có lo gì đâu, thằng đó nhỏ xíu có... Thôi à, không có lo. Tôi không có thua đâu. Thằng kia nó mọc như heo á, bự béo phì á. Bắt đầu. Trời ơi, sao hai thằng này thi nó ngu như bò vậy? Đáng lẽ tôi mới thi chứ. Tôi tập thi vô mỗi ngày mấy năm rồi, sao mày làm tôi thua? Trời ơi, tôi tập thi vô một ngày mà sao mày làm tôi thua? Trời ơi. Ê, đứng đó. Không biết. Thật đi. Cái này là gì? Ủa, không gì đâu. À, ok, đi đi. Hôm qua hai người giở khuất, ai thắng mình ai sẽ được cưới mẹ nương. This is Jeopardy. Question 1. What do you call a climbing melon? Sơn Tiên. Dưa leo. Đúng rồi. Ê, làm gì vậy? Chồng chết. Coi chừng nha. Cái gì? Yeah, phải rồi. Câu số 2. Where do pigs go when they die? Tuổi Thinh. To hell. Đúng rồi. Làm gì vậy? Gọi nè. Làm gì vậy? Mua. Yeah. Cái hell. Có vậy thôi hả? Coi nè, nước. Nước mát quá. Muốn thêm hả? Câu cuối cùng. Người này là ai? Thủy Tinh. Elvis Fung. Xin tinh. Anh đẹp trai. Ê, cũng được. Xin tinh thắng. Không. Này chưa xong. Don't you dare close your eyes.
thấy mùi đó không? À, mùi đó là mùi cưới. Mà nói là cái ngày á, người mà thắng cái cuộc thi sẽ được cưới. Còn thật sự nó cũng khó. Mà một ngày con nó sẽ cảm ơn bà. Mà chắc cho 1-2 năm trước sẽ ghét. Mà không sao. Hoàng thượng, mẫu hậu và công chúa tới. Hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Dạ. Người thắng là sân tiền. Vì vậy, ngươi được cưới mỹ nương. Con không chịu, con không muốn nó. Con muốn ai? Nó nhiều yêu rồi. Ai? Coi. Hả? Coi. Yeah. Hai người yêu nhau hả? Dạ. Được rồi. Không xa và chỉ riêng mình anh sẽ khiến em vui, sẽ cười tươi khi em đứng kế bên. Này người yêu dấu anh, nhìn vào đôi mắt anh, lửa yêu thương đang thiêu đốt thân xác anh. Chỉ mình em thôi, baby. Riêng mình em sẽ khiến trái tim vui vui baby baby.